Minh thi đánh giá năng lực với hy vọng có thêm cơ hội đầu vào Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, và rất là may mắn trong kỳ thi đó thì Minh thi được 980 điểm. Ngay từ khi học lớp B2, Minh đã có dự định đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực vì Minh mong muốn có thêm cơ hội thứ hai đỗ đại học. Vậy nên là Minh ôn thi khá là sớm, khoảng khoảng thi xong học kỳ 1 thì Minh đã bắt đầu ôn thi luôn. Vì ôn thi sớm nên là Minh có khá nhiều thời gian để làm quen với nội dung và cấu trúc của đề thi, nên là khi gặp đề thi thật thì Minh không có nhiều bỡ ngỡ lắm. Ngay từ khi bắt đầu ôn thi, mình đã dành thời gian để tìm hiểu về khóa ôn thi đánh giá năng lực của Học Mãi. Đấy là một khóa ôn thi đã cho mình rất nhiều tài liệu để học bài. Bên cạnh đó thì với những cái đề thi thử, chuẩn nội dung và chuẩn cấu trúc của bài thi màu, mình đã ôn thi một cách nhanh chóng, hiệu quả, không mất quá nhiều thời gian và bị gian trải. Các bạn cũng thử nhé. Anh chúc các em 2K3 là ôn tập trung, làm đề chuẩn và không lan man. Và cuối cùng là nhớ thi tốt nhá.